Sở Y tế thành phố Cần Thơ tối hôm qua cũng thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến ngày trạm y tế để khai báo. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, số 70 trên 6 đường Trần Hương Đạo, khu vực 1 phường An Nghiệp, số 149 trên 38 phường An Nghiệp, số 45 trên 24 đường Quỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, hẻm 48 đường Nguyễn Trãi, khu vực 10, phường Tân An, số 4 trên 20 đường Cách mạng tháng 8, khu vực 7, phường Cái Khế, số 206 trên 21 đường Trần Phú, phường Cái Khế. 2. Các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy, tổ 15 khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, số C3 trên 7, khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.